Con đường gì? Tôi biến mỗi người dân Singapore trở thành công dân toàn cầu. Ông Lý Quang Diệu ông phán vậy các bạn. Tôi đã tìm thấy con đường rồi. Tôi muốn biến mỗi người dân Singapore trở thành công dân toàn cầu. Ông làm sao? Tôi đã tìm thấy con đường rồi. Bắt đầu ông làm sao? Tôi đã tìm thấy con đường rồi. Ông làm sao? Ông trả lời là lấy giáo dục làm gốc nha tụi bay. Kỷ luật làm đầu nha tụi bay. Và thượng tôn pháp luật. Mình chưa sáng tạo được thì mình lập cái viện tinh hoa giáo dục. Đưa những tinh hoa của thế giới về dạy cho người Singapore. Và ông lấy nguyên cái bộ giáo trình của Anh Quốc về dạy cho Singapore. Và lúc đó Anh Quốc là cái quốc gia mà giáo dục số 1 hàng đầu. Cái thời điểm đó. Cái con đường của ông là vậy. Tôi đã tìm thấy con đường rồi, lấy giáo dục làm gốc, kỷ luật làm đầu và thượng tôn pháp luật. Và ông cực kỳ nghiêm khắc cái việc này. Và ông biến mỗi người dân Singapore trở thành công dân toàn cầu. Và ông nói là người dân trên thế giới phải về Singapore làm thuê cho Singapore. Cho nên là tôi dùng cái trí tuệ Singapore là như vậy các bạn. SE tôi dùng cái trí tuệ của Singapore, quy trình của Ken là như vậy. Tại vì ông Ken cũng là một nhà giáo dục khởi nghiệp của Singapore. Ông có 28 năm lăn lộn trong thị trường bảo hiểm. Và ông là người thành công trở thành triệu phú trong ngành bảo hiểm. Và ông ấy còn là gì nữa? Ông còn là nhà đào tạo khởi nghiệp. Và chương trình của mình đang học là chính phủ Singapore tài trợ của công ty Voice of Sales của ông để đào tạo khởi nghiệp. Nhưng mà cái quy trình này ở Singapore họ dùng hết. Họ dùng tuyệt vời lắm không? Tại vì họ văn minh lắm rồi. Họ ở cái level cao lắm rồi. 100 năm nữa chưa chắc mình bằng họ. Họ đã tối ưu hóa. Họ đã tinh gọn nhẹ. Và tất cả mọi thứ của Singapore gần như nó đi vào quy trình kể cả quán cơm. Bạn có đi Singapore các bạn thấy không ạ? Kể cả vô một quán cơm cũng có quy trình hết. Đi vô một quán ăn có quy trình. Vô mua hàng hóa có quy trình. Vô siêu thị, tất cả mọi thứ của Singapore nó quy trình bởi vì nó cần tối ưu hóa nguồn lực. Và cái bộ quy trình này ở Singapore người ta dùng hết rồi. Họ đã thành công rồi. Thì mình học thôi. Mình học tại vì Việt Nam của mình chưa có. Mình chưa có kiến thức khởi nghiệp, mình chưa có quy trình khởi nghiệp. Thì hai cái đó tôi dùng của Ken. Còn tư duy nguồn lực là của tôi. Tôi đóng gói nguồn lực là của tôi. Tôi xây dựng bối cảnh để đoàn kết khởi nghiệp. Đó là cô SE. Các bạn thấy rất rõ không? Vậy thì các bạn vô đây để làm gì? Các bạn xây dựng rung sáng là xây dựng nguồn lực vũ trụ. Xây dựng hệ thống thói quen hạnh phúc, thịnh vượng và bình an để chúng ta sửa tâm mình mỗi ngày. Tôi cũng sửa tâm tôi mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, tôi chọn ước mơ tôi. Tôi ngay thẳng chính trực trong yêu thương. Tôi trí tuệ giá trị phụng sự. Tôi biết ơn yêu thương hạnh phúc. Tôi cam kết phụng sự chính trực. Tôi hạnh phúc thịnh vượng và bình an. Tôi rất tuyệt vời. Đó là hệ thống rung sáng, hệ thống thói quen hạnh phúc thịnh vượng bình an. Đó, tôi chuẩn bị cho các bạn như vậy đấy. Rồi nguồn lực trí tuệ thì các bạn học cái gì cần thì học, cái gì không cần để học sau. Cái cần thì cóc chịu học. Toàn lao ra học những thứ không cần thôi. Mọi người thấy cộng đồng ở ngoài kia bị như vậy không? Cái nền tảng quy trình này là cần phải master. Phải rất giỏi về STM để hiểu mình, hiểu người, hiểu mình, hiểu người, trăm trận trăm thắng, biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Và đối nhân, dụng nhân như dụng mộc, đối nhân như nước và gió. Cái năng lực này các bạn áp dụng STM là các bạn ngon. Vậy mà học STM xong làm bài còn không nghiên cứu. Kể cả những anh chị em team code, lead code là leader rồi kêu quay một video clip nói về cái giá trị mình học được từ STM. Phản đối không, em không quay video đi, đi chết đi. Sao được, mình phải học. Mình phải nỗ lực chứ. Trời ơi, em bận lắm. Em bận để làm gì? Em bận để em thực hành cái thói quen nghèo.
Em bận là lắm, em làm gì? Em bận để lâu nay em vẫn thực hành cái thói quen nghèo khó. Tại vì sao? Tại vì trong ngày của em dành hết 90% để em làm những việc không cần rồi. Cái việc cần là em phát triển phẩm chất năng lực của mình. Em trang bị cho mình cái bộ kỹ năng này em không chịu làm. Các bạn ơi, hãy biết tối ưu hóa nguồn lực. Hãy biết dành thời gian vào những việc cần. Bỏ một 5 phút làm cái gì đó, hãy suy nghĩ rất là kỹ. Tại sao mình phải làm việc này? Mình làm cái này để làm gì? Mình làm nó như thế nào? Và mình làm cái việc này, mình có tạo ra giá trị cho mình và người khác không? Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi đó cho thời gian của bạn không? Mình làm cái việc, tại sao mình phải làm cái việc này ta? Mình làm cái này để làm gì? Mình làm nó như thế nào? Và mình có tạo ra giá trị gì không? Thì các bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề là hãy dành thời gian của mình vào cái việc quan trọng nhất và việc cần thì hãy làm. Còn những việc làm không cần gọt bớt đi. Kể cả các bạn là thầy cô giáo cũng vậy. Kể cả các bạn là phụ huynh cũng vậy. Tại sao lại đi dành 90% thời gian trong cuộc đời của mình đi làm những thứ không cần? Làm sao các bạn có nguồn lực được? Tại sao vậy? Cái thói quen của người nghèo là gì? Là 90% thời gian của mình là làm những thứ không cần. Không biết tối ưu nguồn lực, làm sao có kết quả tối ưu được? Làm sao có năng suất được? Và thời gian của mình để học những điều tích cực, học những điều hay không học, lên ngồi lê đôi mắt, than phiền, oán trách, đổ lỗi. Các bạn có thấy rằng xung quanh của mình 80% ngồi với nhau là than phiền, oán trách, đổ lỗi không? Có không? Đi tìm lý do không à, chứ không tìm giải pháp. Ôi khó lắm, em mới chia sẻ có 3 người họ từ chối em rồi. Có 3 người từ chối bình thường thôi, tại bạn chưa đủ năng lực. Tại lâu nay bạn đã mất uy tín rồi. Vậy bây giờ phải xây dựng lại chứ. Rồi bỏ cuộc luôn là sao? Đúng không ạ? Vậy thì cái nguồn lực thứ hai tôi muốn nói là nguồn lực trí tuệ. Hãy dành thời gian của mình trang bị cái trí tuệ cần thiết nhất để tạo ra giá trị, và đặc biệt là nó tạo ra giá trị sống đó bạn. Nguồn lực trí tuệ. Nguồn lực trí tuệ. Vậy thì nguồn lực trí tuệ ở đâu? Tôi đã ẩn ngầm, tôi trang bị hết cho các bạn trong hệ thống của STM đó. Các bạn học STM là một trí tuệ khủng để hiểu mình, hiểu người, trăm trận trăm thắng. Các bạn học vòng lập hiệu suất và áp dụng cho mọi công việc của mình đều thành công. Áp dụng vòng lập hiệu suất cho chồng cũng thắng, áp dụng vòng lập hiệu suất cho con cũng thắng, áp dụng vòng lập hiệu suất cho lớp học của mình cũng không, tại vì nó là quy trình thôi. Mọi người thấy không? Bắt đầu bằng kết quả nó có rồi. Đó, quy trình buổi tối tôi chuẩn bị như vậy á. Rồi 7 kỹ năng mềm chuyên nghiệp của thế kỷ 21. Giao tiếp có chủ đích, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản trị thời gian, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề. Tất cả những kỹ năng đó mọi người phải có chứ, để thích ứng với bình thường mới. Và bạn có kỹ năng đó, bạn đâu sợ thất nghiệp. Đâu có sao, no. Ngày mai tôi bị tinh giảm biên chế, ngon. Tôi có thời gian 100% để tôi làm SE, sướng. Yeah, yeah, tuyệt vời quá, đuổi tôi đi. Hello, yeah, tuyệt vời. Đuổi việc tôi đi, tại vì tôi hùng hục một ngày 8 tiếng có 8 triệu ạ. Kỹ năng mềm của thế kỷ 21. Đang làm ngân hàng, mày đang làm thu ngân. Bây giờ ngân hàng, ủa? Ngày xưa họ đến ngân hàng để có thu ngân, bây giờ có mấy người đến ngân hàng đâu. Thì nhân thu ngân chuẩn bị mất việc đi cưng. Kiểm đếm thu ngân ở ngân hàng chuẩn bị mất việc. Thì ngày xưa 10 người, giờ cần 2 người là đủ rồi. 8 đứa đuổi.
giờ làm gì? SE vô, ngon. SE nghề mới trên không gian số, ngon. Thầy đào tạo hết, chỉ riêng sản phẩm khởi nghiệp không đã ngon rồi, đúng không các bạn? Đúng không? Vậy cái trí tuệ là như vậy, mình phải rất nghiêm túc mình học cái gì, tại sao mình học nó, mình học nó như thế nào và mình áp dụng thế nào để mang lại cho giá trị cho con người. Và thầy ẩn ngầm hết rồi. Và cái nghề tiếp theo, nghề chương trình F là ngon rồi. Các bạn biết cái chương trình Rome Leader chuẩn bị cho các bạn nghề không? Chuẩn bị cho các bạn nghề coaching, chuẩn bị hệ thống coaching. Và nghề đó là cái nghề mà các bạn thấy là xã hội sắp tới vô cùng cần, nhà huấn luyện vô cùng cần các bạn. Coaching, Room Leader là dạy cho các bạn ma trận trở thành coaching. Trong đó coach mục tiêu và coach để các bạn có kết quả tài chính. Thông qua đó thiết lập coaching mục tiêu. Còn thầy đang chuẩn bị cho các bạn coaching về giá trị sống. Thầy đang làm mỗi ngày coach cho các bạn trẻ khuyết tật đó, là thầy đang từng bước trang bị cho các bạn những kỹ năng để các bạn trở thành nhà huấn luyện về giá trị sống. Thầy Ken Bay là nhà khởi nghiệp, ông coach mục tiêu về doanh số cực siêu. Thì giao cho ông làm nhiệm vụ coach mục tiêu SMART. Thì Rome Leader làm cái việc đó. Bạn rõ không ạ? Còn thầy âm thầm, thầy bọc lót buổi sáng để các bạn trở thành một nhà huấn luyện về giá trị sống. Cốt tình yêu thương, cốt về giá trị sống, cốt về ước mơ, mục tiêu cuộc đời. Các bạn thấy hai mảnh ghép này thầy chuẩn bị ngon không? Chưa kể nguyên một đội ngũ chuyên gia nữa. Đó, trí tuệ đó, học đi trời ơi. Đi học cái gì lung tung vậy? Trời ơi, mấy cái nhóm nào là thần, nào là thánh, nào là ca tê, tui xui ơi. Cái như thế này không trang bị cho mình trở thành tinh hoa, cho mình master, để mình chuẩn bị sẵn sàng để mình hái ra tiền không làm. Các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn học một cách riêng nghiêm túc, các bạn trở thành nhà huấn luyện sale. Sắp tới công ty nó thuê bạn không? Đội ngũ sale bây giờ vỡ mặt hết rồi, bạn nắm quy trình sale, bạn cút, bạn huấn luyện sale được, bạn là giáo viên cũng được. Công ty kế bên nhà của bạn nó có 10 thằng nhân viên bán hàng mà nó không biết cái thằng đó bán hàng kiểu gì hết. Bạn giơ tay, tao đã học chương trình F rồi, tao đã học Room Leader rồi, có quy trình như vậy rồi, mang cái tài liệu của thầy Ken in hết, mang vô trình bày, tôi làm vậy nè. Nè, mày cần tao huấn luyện sale cho đội ngũ của mình, muốn gia tăng doanh số 50% trong 3 tháng không? Nhiêu? 2.000 đô tháng. Dạ, anh sắp xếp thời gian làm cho em nhé. Bây giờ em sắp phá sản, bây giờ đội ngũ sale của em thằng nào nó bán hàng cũng cùi bắp lắm á, nó không biết bán hàng, nó không có biết bán hàng, nó cùi bắp lắm. Bây giờ quy trình này em năn nỉ anh á, anh làm cho em đi, một tháng 2.000 đô cũng được, anh hứa với em là gia tăng doanh số nha, 2.500 đi. 10 thằng này tao cam kết doanh số cho mày 2.500 đi. Hỏi anh hứa không? Thiệt. Tao thì năng lực của tao thì bấy nhiêu nè. Nhưng mà tao có một cái đội ngũ chuyên gia. Tao có ông thầy đầu trọc, ông là thầy giáo nhưng tư duy kinh tế ông cũng ngon lắm mày. Ông cố vấn doanh nghiệp ổn. Rồi tao có ông Ken Bay, nó chuyên gia đến Singapore. Tao mời chuyên gia đẳng cấp như vậy, tao là người hướng dẫn mày. Đội ngũ sale, doanh số. Vậy được không? Ok, hứa. Được. Hỏi sao? Gặp thầy tao nha. Vô SE đi, đưa đội quân mày, đội về vô SE hết. Xong rồi tự động ông lại biết ơn mình. Cảm ơn anh đã giúp em đào tạo nguyên một đội ngũ. Nhưng mà anh nói 2.500 cho vui thôi. Nhưng mà chúng em tri ân cho anh được 2.500 rồi. Các bạn hiểu câu chuyện không? Rõ không? Rõ không? Rõ. Cái nghề mới, nghề tay trái hái ra tiền đó. Tức là các bạn sẽ có một cái nghề huấn luyện coaching sale. Nghề huấn luyện sale. Nhưng mà các bạn sẽ đẳng cấp hơn rất nhiều khi các bạn học lên cái level 21 ngày cùng Ken, học mini stuff.
để các bạn hiểu rõ cái đó và các bạn được bước vào cái thế giới gọi là cố vấn doanh nghiệp. Cố vấn một doanh nghiệp vừa và nhỏ nó dễ lắm các bạn, nó không quá phức tạp. Các bạn hiểu hệ thống quy trình của thầy với thầy Ken là các bạn cố vấn một doanh nghiệp rất dễ. Các bạn vô bóc phốt doanh nghiệp, có một hệ thống câu hỏi có sẵn, hỏi trả lời hết. Các bạn tìm được cái bệnh của doanh nghiệp là gì, tìm được cái lỗi của doanh nghiệp đó là gì, thì các bạn chữa cho người ta là xong. Cái đầu khó, họ đang lỗi, họ không có đội ngũ sale tốt, mình cố vấn cho họ có quy trình sale tốt. Họ không có quy trình xây dựng văn hóa công ty, mình cố vấn cho họ về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đúng không ạ? Họ không có xây dựng đội nhóm tốt thì mình hướng dẫn cho họ xây dựng quy trình đội nhóm tốt. Và họ không có quy trình ra sản phẩm, gặp thầy Thái đi xong. Các bạn hiểu thầy muốn nói gì? Đó, thầy chuẩn bị cho cái trí tuệ của các bạn như vậy. Vậy thì học đi. Thầy chuẩn bị cái đội ngũ này là nghề mới, chuẩn bị cho tương lai trong bình thường mới. Chứ nó không phải tự nhiên, nó là cái lớp học bình thường. Mà nguyên một cái quy trình đào tạo như thế, để các bạn trở thành nhà lãnh đạo như thế, trời ơi, nó có 3 triệu cam kết thôi. Và cái câu chuyện này, thầy có một cái cam kết với cộng đồng rằng là gì? Ai vô SE học tập trong 6 tháng tới, giai đoạn này trong 6 tháng tới, thầy demo công thức một cách rất nghiêm túc. Là các bạn học nghiêm túc trong vòng 6 tháng. Cái người nào học nghề trong vòng 6 tháng, học nghề này trong vòng 6 tháng, học cái nghề mới này trong vòng 6 tháng, vẫn làm nghề bình thường, công việc giáo viên vẫn cử giáo viên, công việc gì vẫn ở yên đó, vẫn phải làm tốt công việc. Tại vì cái hệ thống này giúp cho các bạn làm tốt công việc hiện tại, tại vì nó là quy trình áp dụng. Nhưng đồng thời nó giúp cho bạn có thêm một nguồn thu nhập thứ hai, đó là cái nghề khởi nghiệp giáo dục. Và sau 6 tháng, bạn nào không kiếm được 10 triệu ở tháng thứ 6 trở lên, tức là miễn tháng nào chạm tới mức thu nhập 10 triệu một tháng, thầy trả lại tiền học phí của các bạn. Mặc dù là các bạn tiền đó thầy đã chia hết cho cộng đồng, nhưng thầy vẫn thiết lập một nguồn quỹ kiểm soát rủi ro, thầy bảo hiểm cái học phí cho các bạn. Để làm được việc này, các bạn chiến đấu kịp không? Thì nguồn lực thứ hai là nguồn lực trí tuệ. Nguồn lực thứ ba là nguồn lực công nghệ. Nguồn lực công nghệ là các bạn biết sử dụng, áp dụng công nghệ để mang trí tuệ về nhà, mang tài sản về nhà, và mình không cần bỏ ra tiền, mình sở hữu được nền tảng công nghệ để mình dùng. Đó là ở đâu các bạn? Nó là ở đâu các bạn? Nó là ở đâu các bạn? Các bạn thấy không? Là ở trong SE đó. Cái trang SE, cái trang Startup Education là của các Startup Education là của các bạn. Cái trang đó là của các bạn. Các bạn có một ID, các bạn có một cái bọc tổ, cái thông tin của các bạn, đó là của các bạn. Thầy phân quyền để các bạn được dùng hết cái nền tảng đó đó. Các bạn có thấy ý tưởng của thầy không? Thầy cấp cái quyền cho các bạn để các bạn được dùng toàn bộ cái nền tảng đó đó. Và các bạn kết nối, các bạn làm mọi thứ, nó tích tụ trong cái tài sản của các bạn á. Thầy có cái gì thì các bạn có y như vậy đó. Thầy đâu có ăn bớt gì của các bạn đâu. Và nền tảng nó thầy đầu tư công nghệ để các bạn dùng á. Đằng sau là cái gì còn kinh, các bạn không biết đâu. Tại vì một mình các bạn mà các bạn đầu tư nền tảng công nghệ, các bạn không đủ nguồn lực. Thầy vận hành cái đội ngũ nguồn lực công nghệ này một tháng, thấp nhất thầy vẫn phải chi 250 triệu. Thấp nhất thầy vẫn phải chi 250 triệu cho đội ngũ công nghệ. Còn thời điểm cao điểm thầy tăng tốc và xây dựng nền tảng phụ cận bên ngoài nữa là nó lên tới 500 triệu một tháng thầy đầu tư. Và thầy chưa thu hồi vốn gì từ cái này cả. 2 năm rồi đó các bạn. Nền tảng xung quanh 2 năm rồi đấy. Thì toàn bộ cái này thầy cho các bạn. Các bạn không tốn tiền, các bạn có một cái ID, các bạn có cái link liên kết, và toàn bộ cái đó là của các bạn. Nên là trong đó các bạn sẽ phải khai thác tốt nó, và các bạn rất là nghiêm túc cái ID của các bạn, từ tên đăng nhập
đến email, đến số điện thoại, đến xác minh danh tính, nó là tài sản của các bạn như là cuốn sổ hồng vậy. Các bạn biết cuốn sổ hồng không? Nó là tài sản của các bạn và nó là sở hữu công nghệ. Nó là sở hữu trên nền tảng công nghệ. Và các bạn được xác nhận danh tính trên đó là quyền sở hữu của bạn. Thế giới nó sở hữu tài sản số như vậy. Và các bạn xây dựng trên đó là của các bạn. Đó là gọi là nguồn lực công nghệ. Nhưng mà bổ trợ trong đây, thầy đang chuẩn bị các bạn nguồn lực công nghệ bổ trợ về hệ thống tự động hóa, về marketing tự động hóa. Thầy còn cất giữ rất nhiều thứ thầy chưa bỏ cho các bạn. Thầy còn cất giữ rất nhiều thứ thầy chưa đưa các bạn. Bởi vì tư duy của thầy là chuẩn bị nhiều năm. Các bạn chưa biết. Tại vì bây giờ đưa ra lộ bí mật. Lộ. Thầy đã tính tới cái câu chuyện là các bạn xây dựng thương hiệu đủ lớn. Các bạn làm tốt. Trong vòng một ngày các bạn kiếm được 50 triệu là bình thường. Tại vì chính bản thân thầy đã làm cái việc này trong cuộc đời của thầy. Và thầy Thái muốn nhân bản cái việc này cho các bạn. Để các bạn có được cái điều này. Để các bạn với một cái tinh thần phụng sự vô điều kiện. Thầy muốn có một cái đội ngũ nhà đào tạo tâm sáng. Để đóng góp vào phát triển giáo dục cùng với Bộ Giáo dục. Chứ thầy không có mong muốn gì sở hữu cho cá nhân mình đâu ạ. Mong muốn xây dựng cái đội ngũ cố vấn doanh nghiệp để đi cố vấn cho doanh nghiệp để người ta đừng có phá sản. Các bạn làm việc phúc đức như vậy đó. Và đó là tài sản của các bạn. Đó là cái nguồn lực chuẩn bị thứ ba, nguồn lực công nghệ. Và thầy đã âm thầm chuẩn bị hết cho các bạn rồi. Các bạn chỉ biết thông minh sử dụng và khai thác nó thôi. Các bạn rõ không? Đó là tài sản của các bạn. Cho nên là mỗi ID của các bạn là tài sản của các bạn. Các bạn hãy trân quý nó. Mỗi một người bạn kết nối vô học, hãy chăm sóc họ như con của mình vậy. Yêu thương chăm sóc họ. Tại vì công thức của thầy là công thức nhân bản. Mình chăm sóc cái người mình kết nối với đại học, mình yêu thương chăm sóc họ. Bởi vì họ là khách hàng tiềm năng của mình. Họ là người sale cho mình. Họ là leader sale cho mình. Và họ là doanh nghiệp để mang lại nguồn lợi cho mình trong tương lai. Giống như các bạn nuôi con gì đó. Một người kết nối vô học trong SE là một tài sản của các bạn. Là một khách hàng tiềm năng của các bạn. Là một nhân viên sale của các bạn. Là một chủ doanh nghiệp con của các bạn trong tương lai. Chứ không phải là của thầy đúng không? Bởi vì thầy xây dựng cái mô hình phân quyền cho cá nhân các bạn trên ID đó mà. Chứ không phải bán hàng cho thầy đâu. Và thầy xây dựng cái quy trình khởi nghiệp này để giúp các bạn khởi nghiệp. Các bạn rõ không? Thầy chuẩn bị cho các bạn từng chút một mà. Thầy chuẩn bị cho các bạn rõ nè. Nguồn lực về luật vũ trụ. Cái hệ thống rung sáng này thầy thức đêm, thức hôm, mọi thứ để chuẩn bị cho các bạn đối tác của thầy có nguồn lực về luật vũ trụ. Các bạn đồng ý chuyện này không? Bao nhiêu bạn đồng ý giơ tay vẫy chào theo kiểu người mấy bạn khiếm thính nè, mấy bạn điếc nè. Rung sáng là để chúng ta sửa tâm mỗi ngày để có cái nguồn lực vũ trụ. Và khi các bạn nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, các bạn đi giúp người khác khai mở trí tuệ là các bạn tạo ra cho mình cái bình phúc đức. Các bạn thấy là khi giúp một người vô SE mà người ta thay đổi được họ và gia đình của họ là mình cứu được một cuộc đời không? Cứu được một gia đình không? Bằng xây một cái chùa không? Nó tạo phúc đức, tức là giúp cho chúng ta thực hành cái việc là mình trở thành nhà đào tạo tâm sáng. Mình học theo gương vĩ nhân nó. Vậy thì nguồn lực lập vũ trụ thầy chuẩn bị cho các bạn. Nguồn lực trí tuệ thầy chuẩn bị cho các bạn. Các bạn có biết lấy không vậy? Nguồn lực công nghệ thầy chuẩn bị hết cho các bạn. Xong rồi thầy còn âm thầm chuẩn bị đội ngũ nguồn lực con người cho các bạn. Tại vì tất cả những người kết nối dưới ID của các bạn, họ chính là cộng tác với bạn
Họ chính là đối tác với bạn. Họ là khách hàng tiềm năng của bạn. Họ là đối tác với bạn. Họ là người bán hàng cho bạn. Họ là chủ doanh nghiệp cùng hợp tác kinh doanh với bạn. Chứ không phải cho thầy. Có muốn thầy show ID của thầy ra không? Thu nhập ít hơn các bạn nhiều luôn á. Tại vì thầy không làm cái việc kết nối. Tại vì bây giờ nếu thầy không ngay thẳng chính trực, thầy muốn mọi người vào ID của thầy dễ không các bạn? Dễ không? Nội trên kênh YouTube của thầy, thầy để cái mã QR của thầy, thầy để cái đường link liên kết của thầy. Ủa kênh YouTube là thầy bỏ tiền đó, thầy xây dựng mà. Mười mấy ngàn người đó, khách hàng vãng lai tự động bấm vô đó là chui vô ID của thầy chứ. Và tri ân mọi thứ tiền về túi tiền của thầy chứ. Các bạn thấy đúng không? Các bạn thấy đúng không? Cái đó thầy được quyền không? Thầy được quyền, nhưng mà thầy không làm việc đó. Cuốn sách của thầy hoàn toàn thầy có thể để cái ID của thầy lên đó chứ. Thầy để mã QR của thầy, lớp thầy dạy mà. Thầy để lên đó để mọi người đăng ký học dưới link của thầy chứ. Và ai đăng ký dưới link của thầy là tiền về thầy hết và tri ân cho thầy hết, đúng không? Nhưng mà thầy không làm việc đó. Thầy để tạo ra cái sự công bằng chính trực cho mọi người. Thầy không phải là người đứng ở trên để hốt của các bạn. Thầy tinh tế đến cái mức độ như vậy. Tâm sáng là như vậy đấy. Mình không phải là leader. Mình là thầy mà để cái mã QR ID của thầy trên cuốn sách của thầy, các bạn sao cạnh tranh được với thầy? Và thầy để cái ID mã QR trên website của thầy, trên cái YouTube của thầy, thì người ta khách vãng lai vô đó hết là tiền về thầy, đăng ký khóa học của thầy mà. Nhưng mà thầy không làm việc này. Để mà ai là người kết nối, ai là người chia sẻ, là người đã được hưởng với thầy không? Thầy không đóng vai trò là người leader ở trên ăn tiền của các bạn. Và ở ngoài kia trong hệ thống kinh doanh có khá nhiều leader như vậy đấy. Cướp người. Cướp leader.